so unlearn. We're beautiful like diamonds in the sky. I hate the treadmill every day. I hate the mundane. Một mẫu quần có thể che được phần bụng mỡ chân to cho mấy bà. Không cần đợt co, hoa xinh chưng lên đưa anh làm voi cho. Anh không muốn nghe hay tự thôi mà. Can't say no you bet, trong một đôi ho. Anh thừa nhận anh trông hoài ngạo, anh không có xa vời. Anh chỉ mới đẹp trai gần đây từ khi ra đời. Nhưng mà babe you hot như là Kali. Đến tóc anh còn phải dừng đứng like Kakashi. Quá nhiều quần jean ống đứng mà chưa có chiếc nào như thế này. Thì hãy thử ngay em xẻ giữa này nhà tu nhé. Lên dáng cực kỳ xinh mọi người ạ. Bởi vì em ý có cái đường may xéo vải rất lạ mà đẹp luôn. Em này nhà tu là chiếc jean da cá nên khi mặc thì không bị khó chịu đâu nha. Hơn nữa bởi vì là có độ đàn hồi tốt nên không có dễ bị bai dão ý. Mặc lên rất là thoải mái mà dễ chịu. Kiểu ống đứng này vừa che khuyết điểm mà lại còn hách chân nữa. Đảm bảo là các cậu mặc lên sẽ thích mê như mình nhé. Đã bao giờ bạn mua một chiếc quần jean ống đứng nhưng mà có cái phần sẻ gấu đặc biệt như thế này chưa? Một đường may chéo từ cạp bên hông quần xuống đến giữa gấu và sẻ nhẹ, nhìn rất là hách chân luôn ấy. Tiếp theo phải kể đến là cái màu của em này, gam màu xanh đen này nhìn vừa lạ mà vừa đẹp, dễ phối đồ lắm mọi người ạ. Cũng là quần jean ống đứng nhưng mà không hề bị đơn điệu hay là nhàm chán đâu. Nếu như bạn ưa phong cách cá tính và muốn có một chút khác biệt thì hãy thử em này nhà tu ngay nhé. Ba lý do không nên mua chiếc quần này nhé. Hai, mình là Tuli Du đây. Đầu tiên thì cái quần mà may chắc chắn thế này bao giờ mới hỏng mà thay được, rất là bất ổn nha. Thứ hai, quần thì cũng đẹp đấy nhưng mà hơn 200 hiện kim, mà mua một cái dùng rồi thì không thể cưỡng được mua cái thứ hai. Cái này thì quá đã đau ví đấy. Thứ ba, quần gì mà lại có túi như thế này, trước sau như một là không có giống mình tí nào ấy, chê nhá. Nhưng mà nói vậy thôi chứ thật sự thì cái quần này rất là xứng đáng, kiểu rất là nâng tầm dáng vóc, cực kỳ nên thử đó các bà. Jean ống loe form Hàn là như thế nào nhỉ? Hai chào cậu, mình là Tuli Du đây. Mình biết là mọi người vẫn quen với kiểu quần jean dáng dài đúng không? Ở đây Tuli Du có kiểu quần jean dáng loe lưng ngắn, mà cái form này thì đang rất được ưa chuộng ở Hàn Quốc đấy mọi người ạ. Độ loe của quần khá là nhẹ và khi mặc thì sẽ cao trên mắt cá chân một chút, nhìn cực kỳ gọn gàng và năng động ý. Bà nào mà style bánh bèo hay là cá tính thì em này đều cân được hết nha. Vì là dáng lưng ngắn nên là các bà 1m5 vẫn mặc được, 1m6 thì sẽ mặc lên như mình này. Để ra mắt nhà người yêu sao cho ăn điểm. Nói ra để trong lòng ôi sao xót xa, vì sao quả tay đôi ta xa quá, biết đâu tình yêu ta mau nhạt nhòa. Vẫn ở đây chỉ còn mỗi anh và người buồn nương theo cơn gió lạnh. Bao thử thách vẫn ở phía trước, liệu rằng ta có vững bước vượt qua? Chỉ là vài câu yêu thương thế thôi, bao đêm dài mi cay đắng môi, chỉ biết lòng im môi sao. Chất bé chất bóng kiều thì mặc gì? Đã là đam mê thì một là đẹp, mốc hết, vạn mềm mịn dày dặn, co giãn nhẹ, cặp quần sắc nét, đằng sau cặp chuôn, bụng to bụng bé, không lo. Cặp cao và ôm eo lắm nhớt, hiếm khi mình tìm được chiếc quần vừa eo, form quần dài và rộng, vải mềm nên là mặc thoải mái. Có một nhược điểm nhỏ là quần hơi bị hớt về phía trước. Quần khá dài nên các bà 1m65 vẫn có thể mặc được, còn bà nào 1m5 là phải đi cắt gấu nha. Nói chung là khá ok so với giá đấy. Rồi quần dán đây thì sao mà? Phải nói giá em nó khá là bèo bọt luôn. Chiếc quần thô mềm khá là dày dặn, mặt trước cái điệu hai túi trông lạ ha. Đường kim mũi chỉ ok. Dài quá thì sắn ống thôi, chưa biết sao giờ. Mình sắn ống lên tới hơi kỳ, nên vẫn mặc bình thường, trông cũng đẹp mà đúng không? Bà nào cao mặc cực kỳ ok luôn ấy. Quần dáng ống rộng nên là che được tất cả các khuyết điểm của chân. Nói chung là ổn nha.
tin được không? Quần như thế này, mẫu mặc, đựng hộp, có cặp mà bèo bọt lắm. Quần dáng ống rộng, chất vải dày dặn và khá là mềm luôn. Hai túi trước, lạ ha, lên bụng ở hai bên, cặp sau có chun. Phải nói là cái form mặc lên siêu ông luôn ấy. Rộng rãi nên là hoạt động thoải mái, cách điệu hay ho lắm nè. Eo tôi mặc hơi rộng một xíu nhưng mà không sao, vì quần cũng khá dài nên các bà 1m67 vẫn mặc được nhá. Còn dưới 1m55 cắt gấu lại là ok. Một mẫu quần túi hộp cho các bạn 1m5 mà mặc được hai kiểu luôn nha. Một đứa bánh bèo chính hiệu như mình thì đây là lần đầu tiên thử cái mẫu quần như thế này luôn đấy. Chất của nó thì là nhung tâm, sờ không quá dày đâu nhưng mà cực kỳ là mềm mịn nhá. Em này thì có thể mặc được hai kiểu là quần ống suông hoặc là bo gấu cũng được, nhưng mà cá nhân mình thì thích mặc thành quần ống suông hơn. Mùa đông thì có thể ưu tiên mặc bo gấu cũng được bởi vì nó sẽ ấm hơn ấy. Ban đầu thì mình cũng khá là lạ lẫm khi mix đồ với cái quần này bởi vì là chưa quen ấy, nhưng mà sau khi mặc thành set như thế này thì đúng là ưng lắm nha mọi người ơi. Mình lựa thêm cả màu xanh rêu nữa thì trông nó còn chiến hơn đấy. Dạo này là mình chăm chỉ mặc quần ống suông lắm này, biết đâu lại có khi đổi sang style này cũng nên. Sau khi kết thúc chị em tớ thì mình phát hiện ra là sản phẩm được bán chạy nhất tại hội chợ chính là quần jean mọi người ạ. Nhận thấy nhu cầu của mọi người lớn như vậy nên nhân tiện mới mua được hai mẫu quần suông mình khoe luôn. Mẫu đầu tiên này thì kiểu dáng của nó là rách ở hai bên đầu gối. Bình thường thì mình chỉ mặc size S thôi nhưng mà lần này không hiểu sao mình lại lựa size M. Thế mà không nghĩ là kích thước của nó lại vừa với mình luôn. Lên form thì phải nói là xinh xuất sắc luôn ấy. Chất jean ở bên này thì không quá dày cũng không quá mỏng, nói chung là mặc khá là thoải mái. Sang đến cái mẫu thứ hai thì mình thấy về form dáng thì nó cũng như thế, nhưng nó là rách ở một bên đầu gối và một bên cạnh sườn. Một điều đặc biệt mà mình cực kỳ là thích quần ở bên này là mỗi ăn móc mở hộp ra có một mùi thơm cực kỳ dễ chịu luôn, không hề có mùi quần mới, thích lắm luôn ý. Một người đi sống sống thì mình đầy anh cứ việc lấy đi giật. Ngoài em anh không còn thấy gì hay vì em vội luôn khoe sắc. Mình đi như một đã quên, tiếp cận được em cả một quá trên. Nó nó em mời đừng thử khoát men, vì em kệ định anh nghịch hoa phân. Ngủ ông bạc như em chưa từng yêu một chấm. Mỗi ngày một xì tay với chiếc quần ống loe. Tip sống ảo cực xinh cho nàng khi đi cà phê. Tip số 1, hãy tận dụng ngay không gian ở cửa quán nhé. Tip số 2, thả dáng ngồi nhẹ nhàng bên hiên cửa. Tip số 3, bước đi trên phố, nhớ bật chế độ chụp liên tiếp nhé. Tip số 4, chân dung nửa người siêu đỉnh, nhớ nâng góc máy lên chúc xuống một chút nhé. Cực kỳ dễ thực hiện đúng không nào? Chúc các nàng sẽ có nhiều tấm hình thật là xinh nhé.